trao đổi ý kiến với người về một vấn đề nào đó. B. Là một thao tác độc lập nhằm làm cho người khác hiểu rõ về một vấn đề nào đó. C. Là một thao tác độc lập nhằm mục đích làm cho người khác tin là có thật là đúng về một vấn đề nào đó. D. Là một thao tác độc lập nhằm mục đích làm cho người khác thấy được mối tương quan giữa các vấn đề trong đời sống. Và ở câu hỏi này, câu trả lời chính xác là đáp án A. Là một thao tác độc lập nhằm đưa ra ý kiến đánh giá, bàn bạc về một vấn đề nào đó. Và cô tin rằng tất cả các bạn đều trả lời đáp án chính xác. Câu 2. Mục đích của thao tác độc lập bình luận là gì? A. Là chứng minh vấn đề là đúng, B. Là giải thích rõ về đối tượng được nói đến, C. Là thuyết phục mọi người hiểu và đồng tình với ý kiến của mình, D. Là bác bỏ vấn đề không đúng, không có thật. Đáp án C. Thuyết phục mọi người hiểu và đồng tình với ý kiến của mình chính là mục đích của thao tác độc lập bình luận. Câu 3. Nối cột A với cột B để có các mức bình luận phù hợp. Đây thực chất là các mức của thao tác độc lập bình luận. Bước thứ nhất là nêu hiện tượng vấn đề cần bình luận sẽ tương ứng với đáp án C. Bước thứ hai là đánh giá về hiện tượng vấn đề cần bình luận sẽ tương ứng với đáp án B. Bước thứ ba là bàn luận về hiện tượng vấn đề cần bình luận tương ứng với đáp án A. Các bạn ạ, trên đây là bài tập trắc nghiệm của cô. Bài tập này giúp các bạn nhớ lại những kiến thức đã học về khái niệm, mục đích, các thao tác lập luận, bình luận. Và để củng cố, rèn luyện cho các bạn về thao tác lập luận, bình luận, cô và các bạn hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài học luyện tập thao tác lập luận, bình luận. Đầu tiên chúng ta sẽ đi phần luyện tập. Bài tập 1 sách giáo khoa ngữ văn 11 tập 2 trang 81. Anh chị được giao viết một bài văn bình luận để tham gia diễn đàn do đoàn thanh niên nhà trường tổ chức với đề tài Lời ăn tiếng nói của học sinh văn minh thanh niên. Các em ạ, đề tài của bài diễn đàn này đó chính là lời ăn tiếng nói của văn minh thanh lịch. Cô sẽ có một số câu hỏi gợi ý để các bạn làm bài tập này. Câu hỏi gợi ý thứ nhất đó chính là vì sao bài văn viết tham gia diễn đàn nên là một bài viết bình luận. Các em ạ, bài viết tham gia diễn đàn nên là một bài văn bình luận vì hơn hết người viết cần đưa ra những quan điểm, ý kiến của mình về vấn đề bình luận. Đó là người viết cần phải thuyết phục người nghe, người đọc tán đồng với ý kiến, nhận xét, đánh giá của mình. Câu hỏi gợi ý thứ hai của cô. Anh chị định chọn vấn đề cụ thể nào cho bài viết của mình? Bàn về toàn bộ hay chỉ đi vào một khía cạnh của đề tài đó? Đề tài về lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh thanh lịch là một đề tài khá rộng, khá phong phú. Nếu chúng ta đi sâu, nếu chúng ta đi bàn luận toàn bộ cả vấn đề thì chúng ta sẽ rơi vào kiểu bình luận chung chung, không sâu sắc. Cho nên chúng ta hãy chọn một trong các phương diện, các vấn đề sau để chúng ta bàn luận. Thứ nhất, đó là vấn đề chống nói tục trong nhà trường. Vấn đề thứ hai cũng rất được các bạn học sinh quan tâm, đó chính là học sinh cần biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Vấn đề thứ ba là học sinh cần biết cách lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vấn đề thứ tư đó chính là học sinh nên biết dùng cách nói nhã nhặn, lịch sự sao cho vẫn đáp ứng được sự chuyên
là một thứ nhạc nhạc trong trẻo, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên êm dịu, thoải mái, thư thái và nhẹ nhàng hơn. Còn một lời xin lỗi dẫu vụng về nhưng vẫn còn tốt hơn là sự im lặng. Lời cảm ơn và xin lỗi đã góp phần làm nên rất nhiều tươi đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Và chủ đề là cô các bạn cùng bàn luận ngày hôm nay đó chính là học sinh cần biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Chúng ta sẽ đi lập dàn ý cho đề bài này. Đầu tiên là phần mở bài. Ở phần mở bài thì cũng giống như với bất kỳ một bài văn lý luận nào thì chúng ta cũng phải giới thiệu và dẫn dắt được vấn đề, đó chính là học sinh cần biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Đây là một phương diện rất quan trọng của một học sinh văn minh thanh nhiệt. Tiếp theo chúng ta sẽ đi phần thứ hai là phần thân bài. Ở phần thân bài này thì chúng ta sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất đó là bước giải thích, bước thứ hai là bước bình luận và bước thứ ba là bước mở rộng vấn đề. Các em ạ, trước khi chúng ta bình luận thì chúng ta cần giải thích. Tại sao chúng ta cần phải giải thích? Bởi vì chúng ta có giải thích vấn đề thì người nghe, người đọc mới hiểu rõ, hiểu sâu sắc, hiểu tường tận về vấn đề chúng ta đang bình luận là gì. Tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang phần bình luận. Ở phần bình luận thì chúng ta sẽ có 2 bước. Bước thứ nhất là đánh giá về vấn đề và bước thứ hai là chúng ta bàn luận về vấn đề. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi phần mở rộng vấn đề. Bây giờ cô mời tất cả các bạn cùng hướng lên màn hình để chúng ta lập dàn ý chi tiết cho phần thân bài. Đầu tiên đó là phần giải thích. Chúng ta phải giải thích hai khái niệm: thế nào là lời cảm ơn và thế nào là lời xin lỗi. Lời cảm ơn đó là thái độ bày tỏ sự trân trọng, biết ơn, cảm kích trước lời nói và hành động của người khác đã giúp đỡ mình. Và lời cảm ơn đã đi vào văn học bằng những phần thơ đẹp đẽ nhất và trang chứa yêu thương, niềm tin vào cuộc đời. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Dù biển đời còn lắm sóng trùng dương, ta vẫn thơ cho cuộc sống đời thường. Cảm ơn đời cho ta nhiều ước mộng, cho nhân gian chắp cánh khoảng trời xa, để tình yêu sáng đẹp tự bài ca và ánh mắt muôn đời trong hạnh phúc. Các em ạ, đối lập với lời cảm ơn là lời xin lỗi. Lời xin lỗi là lời bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi của mình về những lỗi lầm đã gây ra cho người khác. Lời xin lỗi không chứng tỏ, không có nghĩa là bạn sai, người khác đúng, mà lời xin lỗi chứng tỏ rằng bạn coi trọng mối quan hệ đó hơn bất cứ điều gì. Chính vì vậy mà lời cảm ơn và lời xin lỗi đã tạo nên những giá trị rất tươi đẹp cho cuộc sống. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần bình luận. Bước thứ nhất đó là chúng ta đánh giá về vấn đề. Cảm ơn và xin lỗi là lối ứng xử văn hóa vô cùng quan trọng của một học sinh văn minh thanh lịch. Các em ạ, một lời cảm ơn đúng lúc, một lời xin lỗi chân thành sẽ góp phần xóa bỏ khoảng cách, gắn kết mọi người, làm cho cuộc sống thêm an lành. Thứ hai, biết nói lời cảm ơn xin lỗi là để lương tâm mỗi người được thanh thản, vơi đi nỗi buồn, mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Và một lời cảm ơn, một lời xin lỗi chân thành sẽ góp phần thúc đẩy nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống đơm hoa kết trái. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang phần bình luận. Đầu tiên chúng ta sẽ bình luận về thực trạng của vấn đề. Thực trạng của lời cảm ơn và xin lỗi trong học sinh hiện nay, một thực trạng rất là đáng buồn
chính là đời sống xã hội ngày càng phát triển, lối sống vô cảm khiến con người ta ít quan tâm, chia sẻ đồng cảm với nhau trong cuộc sống. Và sống trong hoàn cảnh ấy, giới trẻ ít nhiều bị ảnh hưởng. Và hậu quả của nó là, thứ nhất, cái hậu quả mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất, đó chính là xã hội mất đi sự gắn kết, lẻ tẻ, rời rạc, con người trở nên xa lạ với nhau. Đáng buồn hơn nữa, đó là những đứa trẻ không biết cảm ơn xin lỗi, lớn lên sẽ trở nên vô cảm, thờ ơ với cuộc sống. Và từ hậu quả đó thì chúng ta sẽ đưa ra giải pháp. Làm thế nào để học sinh tự giác, mạnh dạn nói lời cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp hàng ngày? Rất đơn giản thưa các bạn ạ. Thứ nhất, chúng ta hãy nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng thời điểm. Thứ hai là mọi lời cảm ơn, xin lỗi đều phải xuất phát từ sự chân thành, đều phải xuất phát từ tiếng nói của trái tim. Các em thân mến, một lời cảm ơn đúng lúc, một lời xin lỗi kịp thời và chân thành sẽ là một món quà vô giá mà các bạn mang đến cho cuộc đời. Vậy, chúng ta nên nói lời cảm ơn vào thời điểm nào là hợp lý? Thứ nhất, khi chúng ta được khen thì chúng ta nên nói lời cảm ơn một cách chân thành. Hoặc khi bạn đến trễ, thay vì nói lời xin lỗi, bạn hãy nói cảm ơn vì bạn đã đợi tôi. Khi bạn được người khác chia sẻ tâm sự với bạn, bạn hãy nói cảm ơn bạn vì đã tin tưởng chia sẻ những điều với mình, và đó sẽ là cách an ủi người khác tốt nhất. Chúng ta còn phải nói lời cảm ơn khi bạn nhận được sự góp ý của người khác, lời khuyên của người khác. Thay vì khó chịu thì chúng ta hãy cảm ơn một cách chân thành nhé. Bạn sẽ trưởng thành hơn thông qua những lời khuyên, những lời góp ý. Còn lời xin lỗi thì sao? Lời xin lỗi thì chúng ta hãy nói ngay sau khi phát hiện ra lỗi sai của mình. Đừng đổ tội cho người khác, mà hãy nhận mọi trách nhiệm về bản thân mình. Nhận lỗi rồi, đừng quên có những hành động sửa lỗi và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Và đó là những biện pháp thiết thực để các bạn trẻ rèn luyện cho chút lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần mở rộng vấn đề. Cảm ơn và xin lỗi phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, phê phán những lời nói không thật lòng, đào tạo, sáng rõ. Và chúng ta hãy liên hệ đến bản thân mình. Bản thân em đã biết nói lời cảm ơn và xin lỗi bằng sự chân thành chưa? Cuối cùng là chúng ta chuyển sang phần kết bài. Ở phần kết bài thì chúng ta khái quát lại vấn đề cần bình luận. Đó là học sinh cần phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi là một điều rất cần thiết trong cuộc sống. Thứ hai là chúng ta hãy nêu ra những suy nghĩ của bản thân mình về vấn đề cần bình luận. Trên đây, cô đã hướng dẫn các bạn các bước làm bài của thao tác một đoạn bình luận về một hiện tượng trong đời sống. Ở bài tập 2, cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn ý cho bài văn bình luận bàn về một vấn đề văn học. Đó là tư tưởng nhân đạo sâu sắc mới mẻ của Nam Cao qua truyện ngắn Chí Phèo. Đầu tiên, chúng ta sẽ chuyển sang phần mở bài. Ở phần mở bài thì chúng ta cũng dẫn dắt giới thiệu vấn đề cần bình luận. Đó chính là tư tưởng nhân đạo sâu sắc mới mẻ của Nam Cao qua truyện ngắn Chí Phèo. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thân bài. Ở phần thân bài thì đầu tiên chúng ta phải giải thích ngắn gọn tư tưởng nhân đạo là gì. Các em ạ, tư tưởng nhân đạo trong văn học là lòng nhân ái và tình yêu thương dành cho con người. Biểu hiện của tư tưởng nhân đạo trong văn học rất phong phú và đa dạng. Một trong những biểu hiện đó là: thứ nhất
là tố cáo các thế lực chà đạp lên quyền sống của con người. Thứ hai là ca ngợi vẻ đẹp hình thức, tài năng, trí tuệ, tâm hồn và những khát vọng nhân văn của con người. Thứ ba là xót thương đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh. Thứ tư là lên tiếng đòi quyền sống, khát vọng tình yêu, tự do cho con người. Và ở từng giai đoạn văn học khác nhau, từng hoàn cảnh lịch sử khác nhau, mà mỗi nhà văn, nhà thơ có những tìm tòi, phát hiện, khám phá mới mẻ, sâu sắc trong ngòi bút nhân đạo của mình. Chúng ta sẽ chuyển sang phần đánh giá. Truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao bộc lộ tư tưởng nhân đạo mới mẻ, sâu sắc và hấp dẫn. Chính điều đó đã làm nên sức sống lâu bền, mãnh liệt cho tác phẩm. Chúng ta sẽ chuyển sang phần bàn luận. Các em ạ, người nông dân là một đề tài quen thuộc, gặt hái được nhiều thành công trong văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945, như tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan. Điểm chung của tác phẩm viết về người nông dân ở giai đoạn này đó chính là phản ánh bi kịch bần cùng hóa của người nông dân trước cách mạng tháng 8. Và khi bước vào đề tài này cũng là một thử thách đầy khó khăn của Nam Cao. Điểm mới mẻ của Nam Cao là ở cách khai thác đề tài. Cũng là đề tài người nông dân, nhưng Nam Cao lại chú trọng khai thác vào một chủ đề mới chưa từng có trong văn học trước đó. Đó chính là bi kịch tinh thần của người nông dân, bi kịch bị tha hóa và bi kịch cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo. Từ cách khai thác chủ đề mới thì chúng ta cũng thấy được tư tưởng nhân đạo của Nam Cao qua truyện ngắn Chí Phèo rất mới mẻ, sâu sắc là ở chỗ nhà văn đã phát hiện và miêu tả phẩm chất tốt đẹp của con người ngay khi tưởng như họ đã bị xã hội tàn ác, cướp đi cả bộ mặt người và hồn người. Và điều đó cũng khẳng định niềm tin sâu sắc mãnh liệt của Nam Cao vào bản chất lương thiện của người nông dân trước cách mạng tháng 8. Chúng ta cũng sẽ bàn luận về nghệ thuật thể hiện tư tưởng nhân đạo của Nam Cao rất độc đáo và hấp dẫn. Thứ nhất, đó là nhà văn đã xây dựng nên những nhân vật điển hình bất hủ như Chí Phèo, Thị Nở, Ba Kiến. Thứ hai là nghệ thuật trần thuật rất hấp dẫn, linh hoạt. Thứ ba là giọng văn lạnh lùng mà chan chứa yêu thương dành cho nhân vật. Và thứ tư, đặc biệt là ngòi bút phân tích tâm lý nhân vật rất điêu luyện bậc thầy của Nam Cao. Và đây chính là những yếu tố về nghệ thuật đã góp phần làm nên thành công của tác phẩm Chí Phèo. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 là phần kết bài. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ khẳng định vấn đề cần nghị luận. Và sau đó chúng ta kết luận chính tư tưởng nhân đạo độc đáo, sâu sắc, mới mẻ của Nam Cao đã góp phần làm nên kiệt tác bất hủ của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 lớn là phần bài tập về nhà. Bài tập về nhà của cô đó chính là viết bài văn bình luận bàn về hiện tượng đang được xã hội quan tâm, hiện tượng bảo vệ môi trường. Cô sẽ cho các bạn một vài hình ảnh gợi dẫn để các bạn làm bài tập này. Đây chính là những hình ảnh thể hiện thực trạng bảo vệ môi trường của con người. Tiếp theo, ở trên màn hình chúng ta thấy chính là hình ảnh thể hiện hậu quả của việc tàn phá môi trường.
Cuối cùng là những giải pháp, những biện pháp thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường. Các bạn hãy dựa vào các bước làm bài của thao tác lập luận bình luận để viết bài hoàn chỉnh. Cắt đi. Các em học sinh thân mến, bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Qua bài học này, cô hy vọng các em sẽ nắm vững được những kỹ năng của thao tác lập luận bình luận để làm bài văn bình luận sao cho có sức thuyết phục, đạt hiệu quả cao. Chúc các em học tốt. Thân ái, chào các em.